khổng lồ đúng Ừ. không? Đúng rồi, tiếp, đủ rồi, tiếp, chính xác. Con gì mà nãy? Con gì mà nãy? Này à, này à, Nãy này à? Đây này đéo. à kangaroo à, Hả? kangaroo à, Con bé đâu đó nhà con ốc. à đúng rồi, chính xác. Tiếp. Con gì mà trút mồm to mà đắp mặt mắt to? Đây. Mồm to, mà to. Ừ. Không phải, ở nhà tôi người ông bé ông tắt mắt to đấy. À, bên mắt to này là người à? Ừ. Tiếp. Anh thì mà lấy này vậy đó. À, cái guru à? Không phải đâu, đó là tên cỏ. À, đúng rồi, chính xác, thông minh ghê. Tiếp. Con gì mà thở bốc? Vũ. Mà Đúng không? Vũ có bắp mà. Đâu? Thế nào? Ui trời ơi. Tiếp. gì mà đã tăng đỏ đẹp đó đã tăng chuột hả? Đây Đang chuột à? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đang chuột à? ừ Là con thỏ. ừ vậy tăng đỏ tăng chuột đó tăng chuột rồi đỏ đó tăng đỏ. À, vậy là con chuột à? Ừ. Rồi. Nè, ở đây nè, tên nè, tâm trụ nè. Đây. Ông ơi, tên nè. Rồi tên là tâm trổ. Không biết. Tiếp. Gì mà đã chết rồi? Tâm gì mà chết rồi? Nói nào. Tâm gì mà đó tâm tâm một tâm. À, một răng à, Ừ. người hưng Người. hưng hưng giá một răng Không phải. Tâm tâm thì mà tâm tâm. sâu răng á, Ừ. và sâu răng Không phải tâm tâm. Đó là tâm tuôn bọn ta nó ăn tâm. con răng à, đang sâu răng nha. Ừ. À, tiếp. Tâm thì mà tâm nông. Mèo, mèo Vũ. Đúng. Đúng, thì Không sao? phải. Khăn gì? Tên tên là tên chó. Ấy, chọn được nó đẹp. Đó, đúng. Điều nông nè. Đúng rồi. Đó, tên nông tôi nè. Đâu? Tâm thì mà tên nông tâm mệt. Đây. Con mèo. Mèo Vũ. Không phải. Tên thì mà chó. Tao tìm mà bắt trống. Dám à? Ừ. À, Vũ Vũ Ừ, đã trống đâu. có Tao tìm mà đổ nước đồ vô. à, nói thiệt Tao tìm mà. Tao tìm mà tôn tội. người con người Đúng. đúng Tao tìm mà. Đó, tôi tay nó ăn. gì được Con rồi. gì mà ăn từ trước? À, con thỏ đúng không? Con gì mà ăn gì đấy? Ăn muối. Ăn mũi. Ừ. Mũi con gì ta? Tới nhà con ăn. Mũi ếch ăn mũi. Không phải Ăn đâu. muỗi, muỗi muỗi à? Ừ, muối bay này. À, muỗi đúng rồi. Ăn hết ăn muối. Chính xác, chính xác. Ừ. Rồi, rồi. Tiếp, tiếp, tiếp. Cho mình thấy nè. Tí nữa. Con gì mà uống nước? À, con cá. Không phải, đó là con người thôi. À, người thôi à, ừ, đúng rồi. Con gì mà uống nước nè? Ừ, chính xác. Tiếp. Không biết mà uống nước không?
tên gì mà chiều tên tây? Khỉ. Không phải đâu, đó là mèo. Mèo á? Mèo Mẹ. trèo cây. Mèo trèo cây đúng không? Mèo phú à, mèo phú tên tây à, tên gì nữa? Con đường chiều tận đâu? Ăn nó nữa, nãy luôn, nó đến tay luôn. Cây luôn. Ok. Tiếp. Tên gì mà có năm trà và có tay trà? Con gà. Không phải đâu, có nhà nuôi nuôi cậu nuôi cậu cậu trai trà đó, năm trà liền đó nhà bác Hồ Chí Minh. À, già. À, nghe già đúng không? Mập Cụ già đúng lớn rồi. không? Ừ. Hồ Chí Minh đúng là già rồi, đúng Ở người chết rồi. Tiếp. Tên gì mà nằm ngồi? Người. Trống. Đúng, ngoại. Tên gì mà trống á? Tên gì mà trống cái cửa cho bóc? Đóng cửa. Đóng cửa. Vũ. Vũ đóng cửa. Tên gì vì chiếm cái tay? Nghe. Tên gì chiếm cái tay? Chấm tay à? Ừ. Chịu. Con gì? Đó là con người chém tay rồi tọt. À, cái tay quạt à? Nghe cho tay quạt bị đứt, bị quạt chém tay đúng không? Không biết. Đúng rồi. Kinh. Ừ. Tiếp. Tên thì mà có món tay cả món tần Ok. cả có muốn muốn Chịu. Con gì? đó là mèo à. À, nếm tay nếm chân à? Nếm tay đúng không? Nếm nhẹ. Ôm em gì nắm này nè. À, hê, tiếp. Con gì mà chốt người? Đốt người. Đấy. Chịu sao à? Đến nhà đánh ông mà. À, nó đốt. Tưởng là lấy lửa đốt. À, nó đuôi đốt à? Ông đúng không? Đúng Ông rồi. tốt hơn tốt. Kinh. Không biết. Đau lắm nhỉ? Ừ, vui đốt chứ à? Thì chú đi đâu trả số nhiều đó. Đau lắm hả? Trời đất À. nghe. Ừ. Tiếp. Con gì mà chết nè? Quét nhà. Cái gì quét nhà chứ? Tên là người đó. À, người cầm chổi quét nhà. À, đố vũ cái gì quét nhà? Thì mà nằm ngủ. Mèo chó lận Không phải đâu. Đó là tên người á. mèo chó lận cũng ngủ mà à. Không biết. Lúc men gì nằm trên đầy thôi nè. Người gì nằm trên đầy thôi nè. Tiếp. Gì mà anh chỗ á? Châu. Phải, đó là bò. À, bò hả? Châu không được à? Ừ, phải bò mới được. Cái gì? Ngựa. Ngựa ăn cỏ. Không phải đâu. Con gì? Tên À, vậy được. là tên bò. Bò Lấy sữa đúng không? béo. Cho phụ uống đúng không? À, tiếp. Gì mà bị bắn trống? Cái này lạ. Đó là người rồi. Người thôi à? Sao là người nhiều thế? Đố bên khác đi, con người nhiều quá. Tiếp. Tên gì mà nảy tên cây? Con khỉ. Không phải đâu. Con gì? Đó là tên tổ. Là tên ếch nảy tên cây tựa tôi à. Thế đâu trèo lên được cây? Nảy này đi à. Nào. Ôi giời, kinh. Tiếp. Gì mà đèo chứ? Đây. Mèo. Đúng. Ừ. Con gì mà đó khu nào nữa? Đã có.
nhỏ con chó ạ. Vậy con gì mà nó ăn cóc? Ăn cóc, ăn thóc à? Con gà mái. Đúng vậy, cả con. Cả con à, cả con ăn cám chứ. Con gì mà có cái tay, cái chân và cái chim trời và cái tay trời, cái mắt trời, cái chân to, cái mũi to đây. Này con này lạ chịu. Cái này nó khổng lồ. Khổng lồ hả? Ừ. Ê, trời ơi, biết đâu đã nhìn thấy đâu. Vũ nhìn chưa? Rồi. Ở đâu? Vũ xem ở chi đâu Vũ nhìn thấy nhiều đồ chả mất cây. Tiếp. Con gì mà đó nó bắt nhiều đây. Bắt nhiều. Bắt nhiều. Đây là người tập thể hình à? Cơ này nữa cho bóp. Người cơ bắp à? Ừ. Ừ đúng rồi. Người cơ bóp. Người cơ này nấm này. Đâu phút thứ nào nè? Nấm này nè. Đâu? Nấm này nè. À đúng rồi. Bụng đâu? Nhìn thấy trên bụng 6 múi đâu? Bụng 6 múi vạch lên xem nào. Con đầy mà có cơ bóp nhiều. Người ông phải có người có này người đó bóc. Đúng rồi. Nó bóc nhiều. Đúng rồi mà. Đã tập nghiệm nhiều. Để nhiều cho nó thành cơ bắp đúng không? Ừ. Tiếp. Như là người đó béo nó người mà nó tập được. Rồi nó bắt được nguyên trường. Hơn trường. Ừ. À hơn trường đúng không? Ừ. Như là giành giành giải đúng không? Tâm đầy mà uống nước. Uống nước. Chó mèo người. Đúng. Con gì mà nhảy múa? À, nghe đấy là người nhảy múa. Không phải đó nè. Con tâm chú. Con chú à? Tâm chú là lúc ăn là múa. Ồ ghê nhỉ. Tiếp. Nhảy múa thì vừa nhảy dương gì cơ. Ghê ghê. Tiếp. Con gì mà lấy thịt chó và lấy trộm? Con gì? Con trộm. Đúng. Đúng, chính xác, đúng không? Con gì mà bắt cá? Cá, cáo. Đúng. Đúng, ừ. Chính xác. Con gì mà ăn cỏ và uống nước? Ăn cỏ bằng nước. Con thỏ. Ăn cỏ uống nước chui vào hang đúng không? Chính xác chưa? Không phải, đó là bò. À. Bò uống nước ăn cỏ. Ừ, cũng được. Hay là mồm đó. Mồm chưa? Thôi. Cù gà. Mày thấp thế. Thấp.